say có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vắng nhau. Bước trên chặng đường mới cùng nhau, bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Bằng một cảm xúc thì dành cho em một thứ đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, đôi cười duyên dáng với nét mắt yêu kiều. Nắm tay đi vòng quanh thế giới trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi, cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia. Cùng nhau đi, cùng nhau say đắm trong những ký ức đang xen vào nhau. Vượt qua mau vượt qua sông bao những thứ gây đến những phiên muộn kia. Cầm tay anh nhé. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Hãy nắm tay anh cùng đi, đi cùng ai. Chết mà tao bắt ỉa rồi mày ơi. Đi cùng ai. Của Sigo Gaming nha. Hello Mini nha. Chào bạn Ngân Tuyết nha. Chào bạn Siwibu. Chào bạn Minh Thông. Chào bạn Tích Chờ. Chào bạn Lily. Chào bạn Phương Lê. Chào bạn Lê Minh Thái. Chào bạn Bang Bang. Chào bạn Ngọc Nhung Nguyễn. Chào bạn Hiếu Nguyễn. Chào bạn Trần Bảo Hân. Chào bạn Trang Nè. Chào bạn Phong Phạm Văn. Chào bạn TBH. Chào bạn Trọng Phái. Chào bạn Linh Phương. Chào bạn Thanh Kỳ. Chào bạn Hiếu Nguyễn. Ừ, chào mừng 500 em đã quay trở lại với cái live stream của tôi. Hôm nay gì đây? Chị Bảy bị ải chẻ rồi, không chưa má. Bây giờ tao nhịn được, tao nhịn được, tao nhịn cho đến khi nào mà tao livestream xong rồi tao đi cũng được, không sao cả nha. Anh già đã like gì à? Anh đã like, tính ra em đang chơi đại hiệp chạy đi luôn đó. Ui trời ơi em ơi, em cấp bao nhiêu rồi? Ai cấp 30 rồi nha. Nha, mày cấp bao nhiêu rồi? Đừng đùa. Ui trời ơi, mấy bữa nay chơi game đấy hơi bị cuốn đấy. Hello anh, ừ, chào anh em nhé, chào Sino, chào Kim Cương, chào Hy Phong, chào bạn Kiều Trang, chào bạn Hương Gia, chào bạn Lê Phương Nga, chào bạn Bandafa, chào bạn Tức Đằng, chào bạn Juni, chào bạn Bảo Anh Phạm, chào bạn Ý Lê, chào bạn Trọng Phát, chào bạn Ta Phu Si, chào bạn Việt Thắng Nguyễn, chào bạn 30 Thảo Nguyên lớp 70, chào bạn Dân Ninh, ừ chào 500 anh em đã quay trở lại với cái livestream của tôi và anh phải like sớm hơn á. Ui tính ra hôm nay tôi like sớm lắm rồi đấy mấy ní à. Bình thường tôi toàn like 8 người 9 giờ, hôm nay là like sớm nhất của tôi rồi đấy.
Ngày hôm nay là cái giờ live sớm nhất của tôi rồi. Lúc đầu tưởng tua không được ai dẻ này live stream má ơi, live stream xong má tua được trời đất ơi. Ví dụ như mà má vô coi live stream của tôi, mấy má nhớ coi cái thông báo là live stream hay là video nha má. À mà anh em nào lỡ ghé qua video của tôi, anh em đừng quên hả, để lại một like, một share, một subscribe cũng như bật cái chuông thông báo, cái bên đăng ký để có thể nhận thông báo mỗi khi tôi live stream nha anh em ơi. Chứ chưa gì hết, tôi thấy là 700 người coi mà có 300 người like đó. Like đi mấy cha mấy mẹ, trời đất ơi, coi live stream mà coi chùa không vậy trời. Bấm like đi anh em. À, mai em kiểm tra âm nhạc rồi, âm nhạc có gì đâu mà sợ em, âm nhạc em chỉ cần hát giống anh là được. Đây ok, bây giờ tất cả các con ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn để thầy Rô dạy cho một tiết thanh nhạc nha. Bây giờ trước khi hát chúng ta phải làm gì? Luyện giọng mà cái nào mi mo. Đó thấy chưa, thầy Rô dạy là chỉ có chuẩn nha. Bây giờ hát cho thầy Rô nè. Biết đếm nốt nhạc không? Được rồi, bây giờ hát cho thầy Rô theo nốt nhạc nha. Rồi 1, 2, 3. Đồ, đất đồ là phải chăm nè, nó đồ, ok nè, đồ, đô là sai nha, đô là cái nốt cao rồi, còn cái đồ, ok, đồ là nó phải đè cái giọng xuống nha, lại nè, đồ, rồi, trên đồ là gì, trên đồ là rê, đồ rê, đó thấy chưa, rê là nó ngang hơn cái nốt đồ, chứ nó không có nhấn xuống như nốt đồ nha, nốt đồ là xuống đáy xã hội, còn nốt đê là, nó rê là trên tầm trung tâm nha, rồi ok, bây giờ hát về đô nè. Đồ rê, ok, rồi tiếp, đồ rê là gì? Đồ rê mi, ha. Mi là nó trên nốt rê một tí, chúng ta phải hát như thế nào? Đồ, nè, đồ là nhấn xuống nè. Đồ rê mi, đó, thấy chưa? Đồ rê mi, rồi. Bây giờ nè, đồ rê mi, fa, sol, la, si, đô, đúng không? Rồi, bây giờ mình phải hát cho nó rõ, rành mạch. Và nó phải có âm điệu đàng hoàng. Ok, bây giờ các con học sinh của thầy Go trong lớp ngồi yên trật tự, ok, làm theo hướng dẫn của thầy, respect at to me, ok. Rồi bây giờ các con ngồi xếp bằng ngay ngắn nha. Được rồi, bây giờ thầy sẽ dạy cho các con một tiết thanh nhạc. Đảm bảo mai đứa nào mà thi âm nhạc mà học xong một cái tiết thanh nhạc này của thầy Go nha, ngày mai thi là 10 điểm luôn. Cô khen hát hay là cô có kêu là có chuyện giọng đi làm ca sĩ luôn nha. Rồi bây giờ đầu tiên vô chữ hát là luyện thanh nha. Rồi bây giờ nhớ chưa, nhớ bài chưa? Rồi bây giờ đồ là gì, tiếp theo đồ là gì? Tiếp theo đồ là son sai rồi, thấy chưa, có một đứa là chưa có thuộc bài kìa. Sau nốt đồ là nốt ghê, ok, nốt đồ là phải nhấn nha, nè, nhấn nó xuống nha, nhấn nó xuống, nhấn nước đó nha, cầm cái đầu, nắm cái đầu nó nhấn xuống nước nha, nhấn nó xuống đấy xã hội luôn. Rồi bây giờ là đồ nè, đồ rê mi fa sol, đó thấy chưa. Các con có thấy được cái điểm sai của thầy ở trong cái pha vừa rồi không? Điểm sai là gì ạ? À? Đúng rồi, là thầy lên nốt rê với nốt mi quá cao. Thế thì bây giờ để phức thì như thế nào? Chúng ta sẽ hạ thấp cái tông giọng xuống. Rồi ok, hát lại theo thầy. Các con hát lại theo thầy nha. Lấy tông lại theo thầy nè. Rồi chuẩn bị. Đồ rê mi fa sol la si đô. Đó thấy chưa? Cái giọng nó rất là thánh thoát. Thấy chưa? Mình đẩy hết hơi ra nha. Mình hát vào giọng bụng, mình đẩy hết hơi ra. Mình lấy giọng một cách thánh thoát. Mình đừng có cố gắng gồng. Mình gồng thì cái giọng hát của mình nó sẽ rất là vỡ. Các con hiểu không? Các con hiểu ý thầy đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta làm lại thêm một lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ nhanh hơn nè. Đồ rê mi fa sol la si đô. Đó, được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ là ví dụ mình hát thử một bài nha. Thầy thử hát một bài cho các con nghe thị phạm cho các con ha. Rồi, bây giờ là bài gì đây? Bài gì bây giờ các con? À, có cái bài gì mà gần đây đó, cái bài cắt đôi nỗi sầu đó. Ok, bây giờ mình sẽ hát lại nha. Rồi, 3, 2, 1, vô. Nè, cái bài này thì cái tông á, là anh em, các con không có được lên cao quá ngay từ đầu. Tại vì sao? Tại vì những cái nốt sầu của nó rất là cao, đúng không? Nên là ngay từ đầu mình phải hát, mình phải lựa chọn cái tông nào đó mà nó phù hợp. Cái phù hợp với lại cái giọng của mình nha. Đó, rồi ok, bây giờ hát cho thầy nè. Rồi. Cắt đôi nỗi sầu, anh đưa tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt luôn cả bóng hình anh em theo đến mình bay lầu. Nỗi đau đã càng, cơn mưa trong tim cũng đã tàn, anh cắt luôn cả con người, chẳng còn gì là ngoài quên lãng. Đó, thấy chưa? Hát vô một cái, hạ tông một cái là lãng tử liền, là gái đổ âm ầm liền, thấy chưa? Cứ làm theo thầy nha, bạn nào ngày mai mà khi kiểm tra âm nhạc thì cứ làm theo thầy nha. Nhớ lời thầy Rô dặn, nhớ lời thầy Rô dạy là được hết nha. Là ngày mai kiểm tra âm nhạc xong là đảm bảo thành việc luôn. Thành ca sĩ lúc nào không hay. Bao giờ cắt dạy bự với anh? Cắt dạy bự thì phải chờ chị Thỏ em ơi. Phải chờ chị Thỏ Tùng ơi, tại vì chị Thỏ còn đang viết cái kịch bản cho cái giải nữa. Anh phải chờ bà Thỏ đây nè. Chưa biết bao giờ có dạy bự ở đây, nhưng mà dạy bự, nếu mà có dạy bự là chắc chắn là bự luôn đó.
nó bự chà bá lửa luôn đó. Nên là yên tâm nha, gào thét tên đi, chà bá Châu Minh Nguyễn. Ừ, chào bạn. Anh ơi, tại sao ông bà ta nó ghét của nào trời trao của đó, mà em ghét crush em mà crush em lại không thích em? Tại vì số em nó ế. Ừ, rồi gì đây? Anh ơi, anh làm một câu thả thính đi hả? Làm một câu thả thính hả? Ok, rồi, nào, nào TikToker nào mà edit giật giật đồ quay lại đoạn này nè, nha. Đoạn này là 10 điểm nè, nha. Ok, thả thính không? Thả thính không? Nghe kỹ nè, nghe kỹ nè, một lần duy nhất thôi nè, nghe kỹ nè, nè. Từ lúc gặp em, con tim này, không từ từ, lại, lại 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 nè. Từ lúc tôi gặp em, con tim này hóa chó, bởi vì tình yêu tôi trao cho em nó quá cháy. Ê, đó giật giật liền, đoạn đó giật giật liền cho anh nha. Đoạn đó giật giật liền nha, 10 điểm nha. Lớp thầy Go, vô lớp thầy Go là ngoài cái việc mà học thanh nhạc ra là còn học được luôn rồi là thả thính nha. Nha, học học một khóa thả thính thầy Go là gớt 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 nó từ chối luôn nha. Học 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 kỹ nha, lấy giấy bút ra ghi lại nha mấy con. Lấy giấy bút ra ghi lại nha mấy con, nhớ nha. Em lỡ ấn 4 lần like rồi rồi bà Lê Phương Nga này nè. Ấn 4 lần like rồi thêm một lần nữa đi bà. Ấn tiếp thêm một lần nữa đi, trời ơi. Làm luôn và à, vòng đặc biệt liệt kê 20 cái không anh nếu. Cái đó thì anh để cho chị Thỏ. Chị Thỏ sẽ quyết định cái cơ cấu của giải như thế nào. Còn anh thì anh không quyết định cái đấy, anh chỉ là người cách giải thôi. Anh đọc tên em, anh sao anh đọc tên? Sao anh đọc tên Play Together của em là Cúc Trình thì đúng rồi. Em đặt tên là Chicken thì anh đã đọc tên Cúc Trình đúng rồi. Ba anh, em chơi đại hiệp chạy đây. Tụi cái game nó tối chơi mày ơi. Giờ mày lỡ vô live stream mà mình ngồi mình coi tới cuối coi. Anh đẹp trai quá, anh ăn cơm chưa? Chưa em ơi, trời ơi, anh mới có ăn tôm hùm Alaska với lại cua hoàng đế nè. Nói gì thôi chứ dầu này nghèo lắm. Mấy ní ơi, tiền đâu mà ăn mấy cái đó. Dạo này đang để dành tiền để làm những cái điều trọng đại hơn. Ôi, anh em nào có cái vlog hồi chiều của tôi cho sắp tới chúng ta lại có thêm vlog anh em mà thề với anh em sắp tới vlog nhiều vãi kích luôn. Sắp tới là có những cái vlog mà đi chơi sinh nhật của tôi này. Chờ đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào Play Together, chúng ta gacha xong rồi ngồi chơi với anh em một vài cái mini game cho nó vui. Lâu lắm rồi tôi không chơi mini game của Play Together, bây giờ mình tôi vô chơi lại tôi như một con gà luôn. Vào chắc chắn là bị hành, tôi biết chắc là bị hành nên là tôi để luôn cái tiêu đề là con gà Go bị hành rồi đó. Học có phí không anh? Có nha. Có nha, học lớp thầy Go là phải có đóng phí nha, nha. Đóng phí đàng hoàng nha. Bây giờ là ai, học trò nào vào lớp thầy Go muốn đăng ký học âm nhạc, muốn đăng ký học môn nào nói thầy Go dạy hết. Thầy Go đa tài mà, thầy Go cái gì cũng biết hết nha. Quần què cũng biết hết, biết điều là không biết thôi. Nó là em nào vào lớp thầy Go muốn đăng ký học cái gì, ghi tên báo danh nha. Ghi báo danh lại tên và môn muốn học. Ok chưa? Phí là cái gì? Phí là cái gì? Phí không phải tiền. Thầy Go ở đây dạy là từ tấm lòng, không có dạy, không có lấy tiền, nhưng mà mình phải đóng phí, đúng không? Mình đóng phí bằng cái gì? Bấm một cái nút like nha. Bấm một cái nút like. Còn đứa nào mà vô lớp VIP, vô lớp mà là lớp chuyên á, lớp mà gọi là đi học sinh giỏi luôn á, thì nhớ bấm thêm cái nút subscribe để làm cái gì? Để không bỏ lỡ những cái bài dạy mỗi ngày của thầy Go. Ok chưa? Bấm cái nút subscribe một cái, mỗi lần thầy Go lên đây là một cái là mấy đứa sẽ nhận được thông báo liền nha. 10 phút đầu livestream là 10 phút để dành cho gọi là mấy bạn học trò của thầy Go, được chưa? Rồi, mấy đứa hiểu chưa? Được chưa? Nên là đứa nào mà muốn học lớp thầy Go, ghi tên, xong rồi cái gì? Môn muốn học, rồi cái gì nữa? Đóng học phí, bấm một cái nút like là học phí, ok. Đứa nào muốn vô lớp trò, muốn vô lớp chuyên, bấm thêm nút subscribe, bấm bật cái thông báo, ok chưa? Ok chưa? Được chưa mấy con? Nhớ nha, được chưa? Lớp thầy là vậy nha, quy tắc lớp thầy là vậy. Em nghỉ học hả? Mày vô đây là mày không được nghỉ học, mày nghỉ học tao điện thoại tao mét ba má mày, ok? Vô đây rồi là không có nghỉ học. Ngữ văn đi thầy hả? Ngữ văn hả? Bây giờ mấy con học ngữ văn mấy con học tới bài nào rồi? Bây giờ mấy con học ngữ văn mấy con học tới bài nào rồi? Mấy con học tới cái bài mà là cậu vàng đi bán lão hạt để kiếm tiền trang trải cho chị giàu chưa? Học tới bài đó chưa? Hay là tụi con học tới cái bài mà Thúy Kiều ra chiến trường để đánh giặc? Học chưa? Học tới bài nào rồi? Bây giờ con muốn học ngữ văn thì con phải nói rõ với thầy là con học tới bài nào rồi, thầy mới kèm con được. Hiểu chưa? Thầy mới kèm con được. Anh gào thét tên em đi. Ôi chào bạn Ngọc Bảo. Anh ơi, anh chỉ em môn quá đi anh, môn quá hơn môn quá có gì đâu, anh chỉ em môn quá thì giờ là axit phản ứng với lại cái mặt của mày thì ra chành bành thôi. Dễ mà, nói chung là môn quá rất là dễ luôn. Bây giờ em nào mà muốn học cái gì mà muốn gọi là phản ứng quá học gì mà gọi là
gối gối hỏi thầy ha, đăng ký vô lớp hỏi thầy, bấm like gái rồi thầy trả lời từ A tới Z luôn nha, thầy trả lời từ A tới Ớ luôn nha, cứ hỏi đi. Ủa sách mới mà thầy, sách mới là sao? Không, ở đây thầy dạy không cần sách, bởi vì sao? Sách ở đây nó nằm trong đầu thầy, các con hiểu không? Nó nằm trong đầu thầy nha. Long Tam Nô Si anh già, Đố anh già nhớ em, xin lót học tiếng Anh đi thầy ơi. À Huỳnh Anh Thi à, chào Thi nhá. Xin lót học tiếng Anh hả? Được luôn Thi à. Đây học sinh VIP đây, học sinh VIP đây nha, đăng ký mà subscribe mà còn donate nữa. Rồi ok học sinh VIP luôn. Ok học lớp tiếng Anh phải không? Thế bây giờ mình sẽ ưu tiên học sinh VIP chứ ha, học lớp tiếng Anh phải không? Bây giờ là Thi dạy bài Tây Tiến, mình về mình có nhớ ta 15 mấy thiệt thà mặn nồng đi anh. Ôi cái bài đó thì một xíu nữa thầy phải bật giáo án lên em ơi. À bây giờ là Thi là học tiếng Anh phải không? Bây giờ là Thi á, tiếng Anh á là một cái ngôn ngữ nó rất là đơn giản. Trên thế giới này cái ngôn ngữ mà khó nhất mà chúng ta rất là khó để có thể học được, nó là tiếng Việt. Tại vì sao? Tại vì tiếng Việt của chúng ta là hả, anh em nghĩ đi, chữ A, chữ A bên tiếng Anh là gì? A. A. Nó chỉ có một âm thôi, A. Còn bên tiếng Việt của chúng ta, ngoài A ra nó còn Á. Ngoài Á ra nó còn A. Ngoài A nó còn A. A á á, A á á ớ bờ cờ sờ rồi đó. Là tiếng Việt của mình là nó rất là đa dạng, nhưng mà tiếng Anh rất là dễ. Mình chỉ cần hiểu thôi, mình chỉ cần hiểu cái bản chất bên trong tiếng Anh là mình học rất là nhanh. Bây giờ nha, mình học tiếng Anh đúng không? Mình phải biết được rằng mình có cái mục đích gì khi mà mình học tiếng Anh. Thứ nhất là mình muốn viết, mình muốn đọc hiểu, hay là mình muốn giao tiếp với người nước ngoài. Thầy là chuyên môn của thầy là đọc và hiểu, có nhiều từ thầy không hiểu thì tra Google ha. Còn cái mà sở trường của thầy là phát âm nha. Cái sở trường của thầy là phát âm, thầy phát âm tiếng Anh là khỏi phải bàn luôn nha. Are you understand? Thấy chưa? Bắn một câu tiếng Anh gái là thấy sang trọng luôn. Are you understand? Are you understand what we talk about? Trời chứ cái phát âm của thầy nó phải gọi là đỉnh cao của chớp nha. Bây giờ muốn qua nước ngoài mà rồi đúng không, chỉ cần biết ba chữ thôi, yes no ok ha, người ta nói gì yes no ok là xong. Thầy cũng hay thiệt, hai bài đó liên quan gì đến nhau, một bài là Tây Tiến, một bài là Việt Bắc mà thầy, trời ơi nói gì vậy Tùng, hai cái bài đó không liên quan nhau mà thầy dạy nó liên quan đến nhau, nó mới ghê. Thấy không, thầy dạy nó liên quan với nhau nó mới ghê. Có thấy cái bài mà hả, cậu vàng đi bán lão hạt để gọi là trang trải cuộc sống cho chị dậu chưa? Hai bài không liên quan đến nhau đâu, thầy vẫn dạy được. Thấy không? Thầy là cái gì thầy cũng dạy hết. Được chưa mấy con? Em kiểm tra được 10 điểm nào, 10 điểm mà đừng vô lớp của thầy nha, mất công bị kéo điểm xuống á. À, chắc không thầy vô, chắc chứ em muốn học lịch sử hả? Ui, lịch sử thì cái môn nó hơi nhạy cảm xíu nên là không có dạy đây nha em ơi. Lịch sử thì không có dạy nha, lịch sử thì không có dạy nha. À, thầy vô nhảy đi thầy. Nhảy hả? Bây giờ mấy đứa muốn nhảy cái gì? Bây giờ nè. Điều nhảy á, điều nhảy là chúng ta là phải giúp cho, đầu tiên là khi mà các em muốn nhảy đẹp thì chúng ta phải cần cái gì đầu tiên? Cần cái sự dẻo dai của cơ thể. Bởi vì vậy, mỗi ngày mấy đứa tập dẻo dai, uống dẻo với thầy. Yeah. Đó, mình tập cái gì làm gì? Mình tập như này là để tăng cường cái sự dẻo dai cho cơ thể của mình. Bây giờ, thấy thầy dẻo không em? Thấy thầy dẻo không? Đó, bởi vì thầy tập cái này mỗi ngày nên là bây giờ đó hả, thầy rất là dẻo luôn. Đó, thấy chưa? Thầy có thể nhảy như này nữa. Đó, chưa thấy dẻo không? Dẻo không? Dẻo không? Đó. Đầu tiên là chúng ta phải tập dẻo dai cho cơ thể của mình. Và tiếp theo là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xác định cái trường phái mà chúng ta cần theo là gì. Thì trong cái dance, mình phải nói cho nó sang trọng. Đừng có nhảy. Dance. Okay. Lặp lại với thầy nè. Khi mà muốn học nhảy chúng ta nói gì? Dance. Thầy ơi, em muốn học nhảy. No. Thầy ơi, em muốn học dance. Ok, nhìn nó sang liền. Đúng không mấy em? Nhìn nghe nó sang liền. Rồi bây giờ mình muốn học dance thì mình phải xác định cái gì? Xác định cái trường phái mình đi theo. Trong nhảy nó có rất là nhiều trường phái. Animation. Ha. Thứ hai là bobbing. Đó, bobbing. Đó, cái đó chuyên môn của thầy. Ok. Thứ ba là gì? Thứ ba là một điệu nhảy bắt nguồn từ Việt Nam, múa quạt. Ok mấy em chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ là tiết đầu tiên là chúng ta học cơ thể dẻo dai. Chứ nào bây giờ mấy em làm cho thầy cơ thể dẻo dai. Ok chưa? Cho em một khóa học luyện nói mặn mòi trước đám đông đi thầy. Một khóa học luyện nói mặn mòi trước đám đông thôi, dễ lắm em ơi. Trời ơi, bây giờ mỗi ngày em muốn khoảng 1 lít nước muối là được à. Mỗi ngày em muốn 1 lít nước muối là được.
Còn nếu mà em mà có điều kiện hơn nữa, em mà kiểu nhà khá giả hơn nữa là mỗi ngày em bắt xe xuống Vũng Tàu, em hớp một ngụm nước biển thôi rồi em về. Đảm bảo với em luôn, mặn mòi từ da dẻ luôn nha. Về mày bị thận thấy bà mày luôn, được chưa? Thầy có dạy vẽ không thầy? Trời, vẽ chuyên môn của thầy em ơi. Nhưng mà xin lỗi em là hôm nay là giờ học của chúng ta tới đây thôi nha. Hôm nay là thầy cô xin phép mấy em là giờ học của chúng ta chỉ tới đây thôi nha mấy em. Giờ học chỉ tới đây thôi. Nãy giờ nhiều đứa vô học chưa đóng học phí kìa. 1200 học viên rồi mà có 800 học phí à. Đóng học phí đi mấy đứa, bấm like đi mấy đứa, học bấm like đây. Nhạc nút like đây là bấm like cho mấy đứa ơi, bấm like vô. Đứa nào mà muốn tham gia vô lớp tuyển học sinh giỏi, tuyển lớp chọn rồi đó, bấm vô cái nút subscribe cái để mỗi lần mà thầy dạy là có thông báo vô liền nha mấy đứa. Nha, không bỏ lỡ bất kỳ một cái ngày dạy nào của thầy, ok chưa? Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với tựa game Play Together. Anh em nhá. Vẽ mấy em muốn học vẽ thì ngày mai mấy em quay lại nha mấy em ơi. Ngày mai thì thầy học dạy vẽ cho mấy em nha. Ngày mai thầy dạy vẽ nha, còn hôm nay là chúng ta sẽ vào game thôi nè. Hôm nay vào game thôi. Hồi nãy là thầy Tân rồi bây giờ là thằng Tân nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống hàng ngày của chúng ta nha. Đấy. Đây. Quên. Ôi trời trời, quên. Từ từ. Bậy quá. Trời ơi, quên mất. Có cái gì rất là quan trọng mà tôi quên mất tiêu luôn. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Cái gì đây? Vương Tùng. Em mét thầy hiệu trưởng là thầy cứt dạy lo cho em. Trời ơi, thì bây giờ thầy hiệu trưởng trả cho thầy mỗi ngày chỉ có 20 phút rồi là dạy học thôi. Thì thầy dạy đúng 20 phút rồi thầy vô thầy chơi game mà đúng rồi. Đúng không? Thầy hiệu trưởng trả mỗi ngày có 20 phút dạy, bây giờ mình học đúng 20 phút được rồi. Đúng không? Rồi ok. Hôm nay nhân dịp 20 tháng 7, không có chấm tay. Hôm nay nhân dịp 20 tháng 10 tôi xin chúc chị em phụ nữ ở trên kênh chat của tôi có thật nhiều niềm vui, mãi mãi xinh đẹp và càng ngày càng đẹp. Còn mấy bạn đàn ông cũng đừng buồn quá, bởi vì các bạn cũng có thể nhận được lời chúc này vào ngày 20 tháng 10 nha. Ừ, nên là đừng có sao lo với mấy bạn nữ ha. Được rồi, và chúc các bạn nữ có một đêm thật là vui vẻ khi mà coi livestream của tôi và có thể có thật nhiều nụ cười các bạn nha. Tất cả những bạn nào đàn ông ở trên kênh chat comment lên giúp tôi là 20 tháng 10 chúc các bạn nữ vui vẻ nè. Bạn nào là đàn ông riêu, bạn nào là con trai riêu, bạn nào là những người đàn ông đích bự, đích thực, comment lên kênh chat giúp tôi ạ. Comment lên kênh chat giúp tôi là 20 tháng 10 chúc chị em vui vẻ. Ok chưa? 20 tháng 10 chúc chị em vui vẻ. Và tôi xin cam đoan là tất cả những bạn nữ đang coi cái livestream này đều sẽ là những bạn nữ tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Đây là những bạn nữ xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Và tôi xin gửi ngàn trái tim đến các bạn. Ok. Rồi các bạn nhá, ok, chúc các bạn nữ có một cái buổi xem livestream thật là vui vẻ nha. Bạn nào bạn nam thì nhớ comment lên 20 tháng 10 chúc các bạn nữ vui vẻ nha. Bạn nào là nam? Bạn nào là nam? Thằng nào không comment không phải nam, ok. Bạn nào làm nam comment lên. Chúc các bạn nữ 20 tháng 10 vui vẻ, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nào. Chào mừng anh em đã đến với tựa game Play Together. Nhưng mà tao vừa vào game là tao đã thấy là có cơ hội tao bị git, tao bị crash ra được rồi đấy. Thì ở trong ngày hôm nay thì tôi đã có mua cái gói này rồi. Ngày hôm qua thì vừa bảo với anh em là thôi bây giờ tôi mua cái gói này nhé. Thì hôm nay tôi mua luôn. Nên là bây giờ là tôi, nhưng mà tôi chưa tới được cái phần con gấu các bạn ạ. Mà cái game này thề với anh em nó không cho nhận hết một lượt các bạn ạ. Nó không cho nhận hết một lượt, nó bắt phải nhận là từng cục vậy nè. Nó mệt mẫu á. Ủa thế này chỉ không? Trời ơi, nhận từng cục đó chứ trời. Trời ơi. Thầy ơi, em muốn thầy đi ẻ. Rồi mày coi gì mày không coi, mày đòi mày coi tao đi ẻ làm cái gì? Hả? Mày đòi mày coi thầy đi ẻ làm cái gì? Thời cái đó đâu có thơm thơ gì đâu em. Còn bây giờ mày tự cục nào của thằng nào cũng giống nhau hết trơn á. Bây giờ mày tự vô mày tự thử mày tự coi đi cho mày coi thầy làm cái gì. 20 tháng 10 chúc thầy Tân và các bạn nữ vui vẻ. Ừ đúng rồi, mày chúc tao làm gì mày? Ủa mày chúc tao làm gì? Ê không bậy nha mày. Bậy á Tùng à, không có chúc anh nha. 20 tháng 10 chúc các bạn nữ rồi đừng có chúc tao. Sáng nay thầy em quên bài kiểm tra môn hóa rồi, mai thấy bà mẹ con. Mai thầy kiểm tra đó. Anh vào hát tên đi, chào bạn Kiều Trang. Chào bạn. Nhớ đó học phí đó bạn ơi. Bạn nào mà vào kênh livestream của tôi là nhớ để lại một like coi như là học phí để tôi có thể lên gọi là xàm xàm với các bạn hàng ngày á. Nhận mỗi tay. Ừ đúng rồi đó, cái game này hả chơi mình nhận mỗi tay luôn anh em ạ. Hey. Các bạn bây giờ tôi phải làm nhiệm vụ mỗi ngày để tôi lên cấp nữa nè anh em. Không biết tới cấp bao nhiêu là chúng ta có thể nhận được con gấu nè. Tại vì chủ yếu là tôi mua cái gói này là chỉ để nhận con gấu thôi anh em.
chứ đi nhận con gấu thôi mà tháng này tôi nghèo lắm rồi. Tháng này nghèo lắm rồi, tháng này là hầu như là không có tiền luôn á. Tiền là lấy về như là trả cho đứa tên chưa. Trời ơi, buồn quá. À, đọc tên đi, chào bạn Ngân Tuyết nha. Cảm ơn bạn đã ghé vào livestream của tôi. Ui dồi ôi, nhiều đồ quá bạn ạ, nhiều đồ quá. Dạy môn đi về đi thầy. Ui, đi về có gì mà dạy em ơi. Bây giờ mà tới giờ về phải không, nghe tiếng trống tùng tùng tùng. Sách cặp lên, sách đến đi về sao. Trời ơi. Em tặng thầy cái toilet, cái toilet trong game á, em ok luôn nha em. Cái toilet trong game là nhà thầy là chưa có cái toilet nha, nên là bạn nào mà tặng thầy cái toilet thì thầy xin nhận nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, thằng nào không trai, thằng nào không comment thì mấy anh trai nè, thằng nào là anh trai comment lên. Chúc các bạn nữ 20 tháng 10 vui vẻ nha. Rồi, ui trời, cấp 30 à. Ở cấp 30 thì lại đơn rồi. Chúc thầy luôn tại ngày này tháng sau là ngày nhà giáo mà. À ừ đúng rồi, ngày này tháng sau là ngày nhà giáo đúng rồi. Nhưng mà thầy này là thầy xà. Nhà giáo là một từ rất là thiêng liêng nha. Đừng có chúc anh vào ngày nhà giáo Tùng nha. Nhà giáo rất là thiêng liêng. Anh không có xứng tầm để tới được tầm đó đâu nha. Rồi, thì ngày hôm nay là tôi nạp vào tầm khoảng 250 nghìn. Ừ, hết tiền rồi, nạp như đó thôi. Để tôi có thể gọi là mua một cái gacha. Từ để tôi coi. Hồi chiều là tôi định gacha tu tiên nên mà. Hồi chiều tôi gacha tu tiên. Bây giờ là có 258 này. Mà bây giờ mà mình gacha tu tiên thì mình sẽ được 10 lần. Có nên gacha tu tiên không nhỉ, hay là gacha cái này nhỉ? Ồ, hay là tôi gacha cái này đi. Ồ, gacha cái này thì. Ủa, gacha cái này thì chúng ta phải coi cái gì ta, coi quảng cáo mà nè. Còn cái này thì cũng không ấy. Ôi gacha cái nào đây anh em, gacha cái nào cho nó vip bờ cu te đây, gacha cái nào đây các bạn. Em hết kim cương đổi tên rồi. Ui rồi à, quên mất anh em nào đổi tên thành bé, tên Umego bé nè, với lại tên các bạn sau Umego thì vào game tôi thấy các bạn tôi sẽ kết bạn với các bạn ha. Nhưng mà không bắt buộc đổi tên nha. Anh em có thể chơi game với tôi bằng cách theo dõi tôi cũng được. Chào hết, ok. Bây giờ mình nên gacha cái nào anh em nhỉ? Coi lâu rồi mà em quên đăng ký. Em đăng ký đi em. Muốn đăng ký lớp học mà gọi là chuyên, lớp học mà học sinh giỏi. Nhớ đăng ký nha. Học phí để cho lớp học chuyên đó. Ui, cái này nhìn ngầu thế nha. Nhưng mà nó không đẹp lắm nha. Tu tiên á. Thôi hay là bây giờ mình để dành lại 250 này nhỉ. Hay bây giờ mình đi chơi game luôn nhỉ. Thôi mình để dành lại 250 này nhá. Ừ, thôi mình đi chơi game các bạn nhá. Let's go. Thôi mình đi chơi game nhá. Thôi bây giờ tôi đi cái tháp gì anh em mà đi cái tháp gì tôi quên mất bà nó rồi. Nhưng mà cái tháp đấy ngày xưa là tôi đi cũng là bờ rồ lắm anh em. Nhưng mà bây giờ chắc bà gà rồi. Bây giờ tôi cố gắng mà tôi phải tập lại cái tháp ở đây nè. Thêm một cái tên khác ở đằng sau được không anh? Đúng cái tên này thôi em, tại vì cái tên này nó quá dài rồi. Em đặt bé nè, xong rồi cái tên của em nè, xong rồi Umego là được rồi, là cái tên là nó quá dài luôn rồi đó. Ừ, nó quá dài luôn rồi đó, nên là em mà đặt thêm cái tên đằng sau đó là đủ dài vai trưởng. Anh thường vào game lúc mấy giờ vậy? Anh thường vào game vào lúc anh livestream rồi nè em ạ. Thường anh livestream thì anh sẽ vào game, tại vì thường á anh quay video là anh quay video cho anh, xong rồi anh quay video cho Ruby, xong rồi anh còn quay video Roblox, anh quay tùm lum hết trơn á. Ừ, anh quay xong rồi anh còn tự ngồi anh edit nữa cơ. Đúng rồi, thấy chưa? Anh quay rất nhiều video trong một ngày, xong rồi anh ngồi anh tự edit trong một ngày. Anh có than vãn cái mẹ gì đâu. Đúng không? Mẹ phải ước gì bây giờ mà hả? Anh mà có người edit giùm anh mà kiểu vài clip đi ha. Trời ơi, anh ngồi anh quay tới cục gì luôn chứ mày, cục cứt nữa em. Anh hứa với em luôn, quay tới cục gì luôn á. Anh không than luôn á. Anh quay là hả? Quay cả là chục clip một ngày cũng được nữa. Nhưng mà tiếc một cái là vào đây là kiểu anh có hai editor rồi, đâm ra là anh quay 4-5 clip một ngày thì anh phải ngồi tự edit video. Đâm ra là có những cái mà muốn chơi game hay là muốn giải trí, đó là giải trí không có được các bạn ạ. Ui sao quả đó mình lại thua nhỉ, tại sao quả đó mình lại chết rồi ơi. Cuộc đời nó không sắp cuộc sống tí nào cả. Đấy, cuộc đời nó không có tí đấy. Đây, anh cũng là thầy mà người khởi xướng cho nền bắt cua Việt Nam. Ui em ơi, nhưng mà đấy không phải thầy em ơi. Mình chơi game mình có cái gì đâu mà xứng đáng mà tự hào làm thầy hả em. Ui dồi, anh chỉ xứng đáng là một cái thằng ấp cơ chơi game thôi nhá. Xứng đáng cho nó vui vui, để cho các bạn có cái gì đó các bạn ngồi chơi, các bạn ngồi xem gió trên livestream của anh ơi.
Chứ trời ơi, mày kêu anh là thầy thì chết anh mày ơi. Tổn thọ. Uầy. Uầy. Uầy, anh em thấy gì chưa? Lâu rồi tao không chơi lại, nhưng mà bây giờ tao chơi vẫn trò, anh em thấy chưa? Anh em thấy gì không? Lâu rồi tôi không chơi mà giờ chơi lại bờ gồ phải cứt à. Mặc dù là té thôi, hơi té tí thôi nhưng mà không sao. Tầm khoảng một thời gian nữa. Uầy. Này, tôi chơi tầm khoảng vài màn thôi, tôi quen. Tôi quen tay lại, tôi nhảy như cái máy, anh em coi. Anh em chờ đi. Anh đẹp trai như cái bồn cầu luôn, không mấy mình đẹp trai giống cái bồn khác được không em? Mình đẹp trai giống cái bồn khác luôn, tại sao nhất thiết phải là cái bồn cầu vậy em? Anh ơi, em cầm điện thoại em bị mẹ la hả? Cất điện thoại đi em ơi, mình chuyển qua máy tính mình coi đi em, trả điện thoại cho mẹ đi, trời đất ơi. Mày cầm điện thoại của mẹ mày chơi là mày coi làm gì? Để mẹ gì em, mẹ la. Thầy dạy cách bình luận đi, rồi lên ngồi nói chuyện chánh gió hay là bình luận rồi đó bạn. Trời ơi, bình luận nó có cái gì cao siêu đâu, các bạn đừng nghĩ là những cái người mà hả livestream hay là quay video là những cái người nó đặc biệt phải nồi, không có. Họ cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Chẳng qua là cái công việc hàng ngày của họ làm là những công việc này, nó là họ quen rồi, nên họ nó lưu loát được. Chứ không phải là họ là một cái giống loài gì đó mà kiểu siêu nhân, siêu nhiên giống Superman mà họ là có thể mà hả gọi là khác biệt với các bạn, mà các bạn là những cái người mà không bằng đẳng cấp với họ, không có. Nha, họ vẫn là những con người bình thường như các bạn thôi. Mà chẳng qua là do là làm quen rồi anh em ạ. Làm mấy cái này làm quen lắm rồi. Có cách nào để có thể mận từ tắt luôn cái mà gọi là cho mọi người kiểu mời mình không anh em? Kiểu kết bạn với mọi người sao mọi người mời mình nhiều quá à. Đang livestream mà anh em mời quá trời quá đất luôn à. Hồi xưa tôi nhớ tôi đi cái đường này tôi đi rất là mượt luôn anh em ạ. Đó thấy chưa, đi mượt không, mượt không. Ôi mày cứ tặc. Từ từ các bạn nhé, từ từ. Anh em ơi, có cách nào để tắt cái lời mời không anh em, để mọi người không mời tôi được không? Anh chơi tiệc đi, tôi muốn chơi tiệc anh em mà. Nhưng mà ngày hôm nay chơi với anh em chơi này cho nó vui. Anh giàu thế, tôi đi cho bạn Phong Nguyễn Kim. Ừ, chào bạn nhé. Cài đặt này hình như là vào cài đặt anh em ạ. Cài đặt này. Phải không? Phải vào cài đặt không? Mình như không anh em ạ. Chế độ rung là không này. Cao đi. Cao đi, ừ. Ôi làm cách nào để tắt cái mời vậy anh em? Anh rồi, em ghét anh vì ghét của nào trời trao của đó. Trời ơi, anh cũng ghét em. Bởi vì ghét của nào trời trao của đó, được chưa em? Các bạn ơi, làm sao để tắt cái đấy vậy anh em? Làm sao để tắt cái đó vậy anh em? Khi nào sổ quay lại vậy anh? Sổ hả? Sổ thì không biết cái mà. Sổ nó nhiều việc lắm em ơi. Nó nhiều việc hơn anh nữa. Thiệt á. Có cách nào để tắt cái cách mà mọi người mời tôi vô nhà này kia không? Chứ mọi người... Cửa sổ đẩy hả? Cửa sổ đẩy. Cài đặt thông báo đẩy. Thông báo đẩy khác từ chối. Đây rồi, hiểu rồi, cài đặt mạng xã hội. Lời mời tiệc tại nhà từ chối, nhóm chơi từ chối, gọi đến từ chối, yêu cầu bạn bè từ chối. Ừ. Đây, hay bắt đầu có hết rồi đấy. Bây giờ chơi game là bớt bị gọi là đẩy mấy thông báo xuống rồi đấy. Được đấy, cảm ơn anh em. Tắt được má ơi, tắt được rồi, tôi tắt được rồi nè. Anh gào thấy tên đây, ôi chào Di Hoàng à. Đủ tiệc giọng cho em, tắt tiệc giọng mà tóc ẻ trong quần luôn. Tiền giọng lắm rồi đó, đừng tiền giọng nữa nha. Không tắt được đâu anh, mới tắt được rồi má ơi. Mẹ em mới đánh vô cái đầu của em. Rồi mày làm gì đây mẹ, mày đánh vô đầu mày. Thầy dạy em cách like đi, cái nút like dưới đây nè em. Cái nút like dưới đây nè, bấm vô. Bấm vô, bấm mạnh vô nha. Bấm mạnh vô. Hồi xưa có chơi đi sành không, bấm. Đó, bây giờ, cái tay nè, con cái nè, bấm. Đó, bấm mạnh vô nha em. Bấm like dễ lắm, cái nút like ngay dưới bên trái luôn á, lộn phía dưới bên phải luôn á, bấm mạnh vô em ơi. À dạ, cái map này dễ lắm em ạ. Tưởng gì, hồi xưa là tôi có vài map tôi sợ thôi. Trời ơi, chứ giờ là hết sợ rồi. Mặc dù là giờ chơi ngu như gọi là cờ hói đó, nhưng mà không sao. Ui. Đó, hồi xưa qua mấy chỗ này còn phải để màn hình ngang đồ, anh em hiểu không? Nhưng mà giờ thì khỏi anh em hiểu không? Giờ quen tay rồi, đó, thấy chưa? Thấy gì chưa? Đẳng cấp chưa? Sao thằng kia nó nhảy lên kia được vậy? Ủa, sao thằng kia nó nhảy lên kia được vậy? Ủa, có dùng bộ trợ chức năng không vậy? Ủa,
làm chồng em đi anh. Thôi em ơi, anh còn đang ế, anh còn trẻ khỏe, anh muốn đi chơi em ơi. Anh muốn đi chơi đi chiêu. Trời ơi, vợ con gì làm này em ơi. Mày xuống đó nữa, mày xuống đâu nữa. Rồi rồi rồi. Đó, ok. Ôi xa. Chắc tôi phải học lại cái cách nhảy từ đầu trong game này quá anh em ơi. Học nhảy lại từ đầu rồi. Tầm này phải nhập học nhảy lại từ đầu rồi. Chứ nhảy như này chết luôn. Nó dùng vật phẩm á. À dùng vật phẩm á. À đúng rồi, cái game này có vật phẩm mà, quên mất anh em à. Quên mất cái game này có vật phẩm à. Ôi chết rồi. Tôi để cái này nó gần quá. Ừ đúng rồi, mấy mình coi la anh bớt cầu thét được không? Ừ đúng rồi đó, đúng rồi, thì nó đúng á. Mình coi la mình bớt cầu thét đi. Chứ giọng tôi giờ mất giọng rồi anh em. Từ từ, làm sao để tôi thu... À đây đây đây, thu nhỏ lại rồi nè, được, hợp lý. Bây giờ tôi chơi ngu vãi chưởng anh em ạ. Mày có cách nào để tôi có thể chơi thông minh hơn xíu không? Ôi nhưng mà tại sao cái con chuột này nó cứ lúc mà mình nhấp vào màn hình nó không đứng yên một chỗ nha. Sau lúc mình nhấp vào màn hình nó không đứng yên một chỗ mà nó cứ chạy đấy nha. Cay thế lị. Nó chạy ở đây khó điều khiển lắm các bạn ơi. Em kêu anh kết bạn mà anh không thấy tức. Ủa đâu, anh có thấy em đâu chim ơi. Anh đâu thấy em đâu. À không, chắc là nãy giờ anh lo chơi quá nên không thấy á. Ê, hồi xưa tao nhớ tao đi qua cái chỗ này nó mượt lắm mày. Hồi xưa tao nhớ tao đi qua cái chỗ này nó mượt vãi nồi luôn, nhưng mà sao giờ đi ngu dữ ta. Bây giờ đi ghén dữ bay. Ôi giờ đi ghén dữ vậy. Sắp hết giờ bà nữa rồi. Ủa sao cái đường này hình như nó dài hơn phải không? Hay là hồi xưa tôi đi đường tắt tôi quên rồi ta. Hình như đó tôi đi đường tắt anh em à. Ôi cái đường này nó dài quá. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Hình như hồi xưa cái đường này tôi đi đường tắt anh em à. Hình như hồi xưa cái đường này tôi đi đường tắt à. Anh đọc tên em đi. Ôi tên em trôi nhanh quá anh chưa kịp đọc em ơi. Xin lỗi em nha. Ôi ní nào đâu, ní cho tôi ní đợi xíu nha ní. Ai từ từ, hồi xưa tôi nhớ là tôi nhảy qua được bông trắng bên kia. Vương Tùng, dạo này anh chiều fan hơi quá rồi đó. Kêu gào thấy xong hát banh cổ xong tốn tiền mua thuốc đâu. Cần mua thuốc đâu em ơi, trời quen rồi. Nghe quen rồi á. Thôi mấy má, hạn chế gào thét đi mấy má ơi. Ôi gào thét được gào thét hoài luôn á. Rồi từ từ, hồi xưa tôi nhớ là cái chỗ này là mình nhảy qua được bông tuyết nè. Hai cái chỗ này gán tập lại là được. Chỗ này hồi xưa tôi nhớ nhảy qua được mà ta. Ừ hồi xưa đi đường tắt nhiều lắm, nhưng mà tại vì bỏ lâu quá rồi, đâm ra là bây giờ kiểu bị không quen tay á anh em. Bị không quen tay á. Nên là bây giờ phải tập nhảy lại từ đầu nè, mệt không? Anh kết bạn với em đi. Ồ khi nào anh gặp anh mới kết bạn em à. Đây đây đây, kết bạn. Ơ nhưng mà trong đây không kết bạn được. Trong đây không kết bạn được mini à. Ờ tôi nhớ hồi xưa cái bông tuyết kia nhảy qua được mà ta. Ôi giỡn, ngày xưa có bông tuyết kia nhảy qua được mà. À, vô lý. Không thể thuyết phục, không thể chấp nhận được. Ngày xưa tao nhớ bông tuyết kia nhảy qua được mà ta. Tôi chắc mốt tôi phải tập lại cái chỗ này anh em ạ. Tôi nhớ ngày xưa có bông tuyết này nhảy qua được. Chỉnh lại hết rồi anh. Ôi ôi sao chỉnh lại được. Anh thấy nó vẫn thế mà em. Có chỉnh gì đâu. Ôi. Thế là cái đoạn này tôi quên cách đi rồi mấy ní thôi. Còn như cái đoạn này chỉ cần đi thẳng thôi thì phải. Đúng không ta? Ừ, hình như là vậy. Ừ, đúng rồi. Hợp lý. Đi tiếp các bạn ơi. Ôi giời, mới à. À không, cái này cũ anh em mà, cái này cũ. À! Tôi bắt trước nó đi đường tắt. Bước trước có đi đường tắt thì chết rồi. Có kỳ anh leo tháp top chưa? Hồi xưa tôi leo top được rồi em ạ. Hồi xưa leo top hoài à. Rồi giờ bỏ lâu quá ngu rồi. Giờ ngu rồi. Hồi xưa leo top hoài à. Kỳ đấy à. Ôi ơi. Từ từ. Tôi cố gắng nhảy được cái đoạn này.
Anh không ghép em hủy đăng ký. Rồi ghép rồi má ơi. Thù hoài à trời. Mệt ghê vậy. Bây giờ mình vô coi live stream mình tích cực xíu được không nè. Mình đừng hù nhau nữa. Anh đọc tên em gửi quý tập đi. Chào bạn cục cướp yêu anh. Quý tập chưa em? Mày quay mày thấy quý tập chưa? Mày có cảm thấy nó quý tập không? Mày có cảm thấy nó quý tập với cái tên của mày không? Hả? Mày có thấy anh đọc được quý tập với cái tên của mày không? Cục cướp yêu anh. Hả? Tao tức ghê á. Trời ơi. Nói chung là fan tôi là tôi rất cảm ơn bởi vì các bạn yêu tôi. Nhưng mà các bạn có thể làm một cái gì đó nó thơm tho một xíu được không? Ví dụ như là cục xà phòng. Hay là đáng yêu, cô bé đáng yêu, cậu bé đáng yêu được không? Tại sao cứ nhất thiết phải là cục cướp thế à? Sao gu tụi bay mặn thế? À, đi đừng tắt nhẹ đây à. Ồ, à nhớ rồi à. Tôi quen cái kiểu nhảy bên Minecraft và cả bên Roblox á anh em. Tức là kiểu nhấp nhấp phím tiếng xong rồi nhảy luôn ấy. Thì nó vẫn có đà các bạn. Còn cái game này thì nó đếp như vậy các bạn à. Ừ. Đúng là tao nên luyện lại rồi. Tao nên luyện công lại rồi. Tôi nên gọi là bế quan tu luyện rồi. Tôi nên bế quan tu luyện là từ đầu rồi các bạn à. Chứ chơi như này là chết tôi rồi. Đấy. Nhưng mà đừng thằng nào chửi tao gà nhé. Tại vì tao tự nhận gà cái tiêu đề rồi nhá. Đừng nhận tao gà nữa. Đừng chửi tao gà. Ok. Đừng chửi tao gà. Tên em đẹp không? Miễn là không là cục cức là đẹp rồi em à. Khi nào anh chơi bét vua với Khen hả? Ôi tôi với Khen hả? Tính ra là lâu lắm rồi tôi với Khen không nói chuyện với nhau ấy em à. Để tôi coi bữa nào tôi nhắn tin với Khen được coi Khen có trả lời tôi không. Biết đâu Khen nó quên tôi bà rồi còn đâu. Ok. Quá đẹp trai cô ơi. Quá đẹp trai cô ơi. Quá đẹp trai cô ơi. Một pha xử lý 10 điểm cho vị trí của anh Sầu. À nội nó thiệt chứ. Tại sao là cái đoạn này nữa. Cái đoạn đi lâu vãi nồi luôn á. Ok. Yes sir. Yes sir. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, và đó là những bước đi rất là điêu luyện đến từ vị trí của anh Sigor em ơi. Đi không trượt phát nào. Thật là tuyệt vời. Và tất cả mọi người hãy cùng nhau đưa tay lên để ủng hộ cho anh Sigor em bên nào. Anh ta sắp qua được cái nơi mà anh ta đã gục ngã ngay tại trận trước. Quá tuyệt vời dành cho anh Sigor em ơi. Qua được rồi Sigor ơi. Quá hay dành cho anh chị gõ. Và anh chị gõ đã đến với cửa ải cuối cùng. Tết con ma nhà nó ơi. Đừng đừng. Tôi đã đến rồi. Đừng đừng à. Tao tới đến rồi mà. Cây đây. Với cây đây. Không thể chấp nhận được. Ê tôi nhớ không nhầm mình như hồi xưa là nhảy qua được đúng không ta? À không 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 được không được không được không được. Thôi không đi đường tắt, không đi đường tắt, không đi đường tắt nữa. Bây giờ đi đường góc là bây giờ phá não được một lần thôi là được. Giờ phá não được một lần thôi là được. Ok, không không đi đường tắt nữa nha. Rồi đừng đi đường tắt nữa cô ơi. Đúng rồi. Mày đang chân bôi cho dữ vô. Cô này trời mày đang chân bôi cho dữ vô. Không được á. À ừ hồi xưa tôi. Không tại vì tôi nhớ nhầm anh em mà tôi nhớ nhầm cái đoạn khác anh em à. Ôi ôi cái game này nó không có ẩn con chuột đi giống như bên Roblox nha. Nó ẩn con chuột đi giống như bên Roblox thì tuyệt vời quá. Rồi. Rồi quá hay. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời dành cho anh Sigor. Rồi đừng khó luôn nè.
cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Và đó là một pha kiến tạo highlight đến từ vị trí của anh Si Gõ em ơi. Quá tuyệt vời, anh cho anh Si Gõ. Tất cả mọi người hãy dành một tràng pháo tay cũng như là một nút like dành cho anh Si Gõ em ơi. Vì ba được qua được pha vừa rồi nào. Còn rối loạn ngôn ngữ luôn. Trời ơi, quá hay anh Si Gõ ơi. Anh Si Gõ đang dần đánh thức được con rồng ở trong người mình rồi. Mặc dù anh Si Gõ là con sói. Rồi. Đây rồi, tôi đang dần cảm nhận được con rồng trong người tôi rồi anh em à. Tôi đang dần cảm nhận được là con rồng ở trong người tôi nó đang gọi là thức tỉnh rồi. Đây rồi, dễ, đoạn này dễ nè. Đoạn này đi cẩn thận thôi là được. Đó, thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Con rồng trong người tôi nó thức dậy rồi. Đó, giữ dằn chưa? Đó. Ở đây thì được đoạn này thì anh em phải gọi là quen một cái là quen lạng lách, tổ lá đánh võng. Đó. Ngon quá. Trời ơi, hàng hai luôn, mười... Map phát hành riêng cho anh thì quay clip giống đợt trước đi mà clip trước view thấp á. Thật ra thì mini world là vậy anh em, giờ mini world view có cao đâu. Thiệt á. Ấn cần cho đi... ấn cần cho đi ấn chuông này. Sao bây giờ mày nói cho tôi biết? Làm sao để có 30 chim cưa một cách nhanh nhất danh nhạc em? Anh bấm vào cái cửa đó. Anh bấm vào cái cửa tìm tôi là các bạn. Bấm vào cái cửa tìm tôi là các bạn. À đây à, bé Gen Umego nè, và bé Linh Umego nè. Vì bé Linh chia tay. Trời ơi em ơi, dù cuộc sống này nó có gọi là tuyệt vọng đến đâu, nó có gọi là đối xử tàn bạo với em tới đâu thì em yên tâm. Trên cuộc đời này vẫn còn một người tên là Si Gõ vẫn ngồi đây và livestream để cười vào mặt em. Alo. Để an ủi cho tâm hồn bé bỏng của em là em đừng có đặt cái tên là bé Linh chia tay như vậy em ạ. Anh nghe em buồn đó, anh nghe em buồn giùm em đó nha. Vui vẻ lên cô bé. Ok. Rồi bé nào Mego nè, rồi kết bạn luôn. Trời ơi, quá trời bé luôn. Qua vô đây quá trời, hèn chi nãy giờ nó lắc vải trưởng, nó lắc hét bà nội tao luôn. Hèn chi nãy giờ tụi bay vô phòng này quá trời quá đất, hèn chi nãy giờ tao bị lắc à. Trời đất ơi. Qua phòng mới được chưa ạ? Qua phòng mới được chưa ạ? Hay là chờ phòng này để anh em chơi hết ạ? Chờ phòng này cho em chơi hết ạ. Ngoài em kêu là anh chỉnh mặt như quỷ, chỉnh cái mặt này đẹp mà bà. Cái mặt này con chỉnh đẹp mà bà, thích là cái mặt này con có duyên nhất luôn các bạn. Cái filter này là con mình con là chỉnh là người ta thấy là có duyên, nó thấy nó hài thôi á. Nên là ngoại đừng có kêu con như quỷ. Trời ơi. Rồi, cảm ơn ngoại nha. Anh có bao nhiêu sợi tóc gì đếm đi em. Anh thử dùng mật phẩm đi anh, thôi dùng mật phẩm đấy là mày mời. Tiêu chí qua là gì? Tiêu chí qua là chơi bất kỳ game gì anh chơi bắt cua rồi, đã vào bắt cua rồi. Là không có dùng mật phẩm bổ trợ chức năng. Ok không? Ok không? Mình uy tín với nhau, mình làm rõ quan điểm với nhau luôn nha. Đã vào bắt cua rồi là phải từ thực lực đi lên, không có chức năng nha. Cũng giống như là khi mà tham gia bất kỳ một cuộc thi nào đó rồi, tự thân mình đi lên đó mới là cuộc thi nha, chứ không có chơi cái trò mà gọi là mất dạy, được chưa? Đó nên là tôi không có chơi là phẩm chức năng. Anh ơi em để tên gì giờ anh? Đây em để tên này nè em bé, xong rồi tên quen là Umego là được nha. Sao cái lúc mà em rảnh thì anh không like, mà cái lúc em bận thì anh like tất. Trời ơi. Thôi Hani à, Âu nó cũng như là cái duyên phận rồi em à. Anh nói rồi, cái số em đen là em không có bao giờ em may mắn được đâu Hani. Rồi. Rồi cái đoạn này tao đi riết cho nó quen cho anh em. Ôi, cái đoạn này là mình đi chỉnh thẳng chuột. Anh mới thi bằng lái xong đúng không? Trong map có câu này: khi đi qua vòng cuối vòng xoay, người lái xe phải nhường đường cho xe chạy cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Ờ, em ơi, cái đó người ta gọi là khi đi qua vòng xoay, nếu không có biển báo nhường đường, không có biển báo buộc chạy theo vòng xuyến thì xe nên nhường cho xe chạy bên trái hay bên phải, cái câu đó mới đúng. Trời ơi, còn cái câu kia là dành cho xe máy rồi, còn anh thi xe ô tô em ơi. Xe máy anh chuẩn bị thi thôi. Rồi, nhìn nè.
hồi nãy chỗ nãy làm khó tôi phải không? Bây giờ tôi đi là tôi nhảy một phát một qua cho anh em coi rồi đó, thấy chưa? Thấy gì chưa? Nào lên nữa nè, rồi giờ biết cách nhảy tắt không rồi đó, thấy chưa? Nó không tắt lắm các bạn à, nó không tắt lắm, nó tắt điện gì có, nó tắt điện gì có. Dạ. Yeah. Nó tắt điện này mà nó tắt điện chứ nó không có tắt. Ừ. Ừ, nó cũng tắt đó nhưng mà là tắt điện à. Dạ, bật công tắc rồi tắt công tắc đó. Ôi trời ơi, đã nhảy chưa? Nhảy được, tôi nói rồi nhảy được. Rồi tới đoạn này đơn giản, E Z thấy chưa? Đó, E Z. Ui. Một bậc nữa thôi là tao đi rồi mày ạ. Một bậc nữa thôi là tao về với ông bà thôi. Quay đoạn này tôi nhớ cách nhảy, Đấy. Ngầu chưa? Quá chưa? Nhảy qua luôn được không? Hay là nhảy xéo vậy? À phải nhảy xéo à. Ôi ngày xưa tôi nhớ hình như là nhảy qua luôn được đúng không anh em? Nhảy qua từng ô luôn được đúng không? Ôi. Nói chung là khi mà người ta nói rồi, một cái thằng mà nó luyện 1000 chiêu không bằng một cái thằng gọi là luyện 1 chiêu 1000 lần. Đúng không? Đúng không? Nên là bây giờ là mình té là cuộc đời này cho chúng ta cơ hội để chúng ta luyện tập lại cái chỗ này để chúng ta bờ gồ hơn. Đó. Thấy chưa? Đó, nên cảm ơn cuộc đời. Má, cuộc đời chúng ta xuống đấy cơ hội luôn. Ok, không sao cả. Cuộc đời là vậy. Không sao cả. Mình còn tận 45 giây này. Không sao cả. Okay. Chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta có thể làm lại cuộc đời. Được rồi, đi sát bên đây. Nhảy lên. Lên đây. Rồi, ok, tuyệt vời. 10 điểm. 10 điểm cho Bego. Rồi, ok, Bego. Rồi, ok. Bego đang đi những bước đi rất là thần thầu. Bego đang đi những bước đi rất là tuyệt vời. Bego đang đi rất là điêu luyện. Vâng, Bego vẫn chưa chạm bất kỳ một sai lầm nào. Vâng, Bego đã lên là cái chỗ hồi nãy mà Bego té rồi. Được rồi, lên, hay quá bé cô ơi. Và hiện tại đi cùng với bé Đô đó chính là bé Cẩm Tiên và bé Đăng. Và cùng với bé Huyền, nhưng mà bé Huyền của em như là ở bên dưới. Ui, thấy bà tao ơi. Ê, em ơi. Ồ, không sao nha. Chúng ta xuống đây thì nó vẫn còn cơ hội anh em ạ. Chúng ta xuống đây thì chúng ta vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể làm lại cuộc đời. Không sao, vẫn lên lại được. Đấy, ok. Rồi, bình tĩnh ơi, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Ô băng kê, rồi tuyệt vời, ô băng kê rồi. Uầy, ông này nhảy nhanh thế. À, hình như tao không nên nhảy bên đây bay ạ. Ok, sao tao nhảy thẳng xuống dưới rồi. Rồi, ngu. Sao anh lại làm xuống dưới? Anh ơi, sao anh khóc giống cười vậy? Ừ, tại vì anh luôn nở nụ cười với lại cuộc sống đó em. Cuộc sống nhiều khó khăn mấy, chúng ta cũng phải nở nụ cười. Chúng ta không được khóc và cũng không được quay video khóc. Bởi vì nếu như mà chúng ta khóc là cuộc đời nó sẽ vả vào mặt chúng ta, không được. Chúng ta khóc là chúng ta đang đầu hàng đó, nên là chúng ta phải cười, em hiểu không? Ok. 10 điểm. Được rồi. Được rồi, tôi đang dần cảm thấy là con rồng trong người tôi thức tỉnh lại rồi bạn ạ. Thấy không, con rồng trong người của tôi thức tỉnh lại rồi. Tôi dần đánh thức lại được con rồng ở trong trong người tôi rồi. Rồi. Ok. Rồi. Bắt cua thôi. Để cho các bạn biết ai mới là vua đất này. Bắt cua cùng go thì cứ phải gọi là top 1 chất đầy, ok. Rồi. Đây, đó, bây giờ đi bên đây nè. Đó, không có ngu đi bên kia nữa. Rồi, ok. Con rồng trong người tôi nó tỉnh giấc lại rồi anh em ạ. Con rồng trong người tôi nó tỉnh giấc lại rồi. À, ông này nhảy xuyên qua một thanh được luôn hả? Ui, đỉnh vậy. Ở đây có đường tắt à? Ua, quá tuyệt vời bạn ơi.
Ui, kết thúc rồi. Ui, tuyệt vời. Wow, tuyệt vời. Hay quá. Ây da. Tí offline tôi mở tiệc anh em. Tí offline tôi mở tiệc. Tí offline mở tiệc treo cho anh em vô, anh em ngồi nói chuyện chơi với nhau vui vui. Ok. Màn tiếp theo. My Rock Food update là ừ, anh biết mà. Thằng mới reaction xong. Quay tính ra là cái phiên bản mới của Rock Food hơi bị căng đấy nha. Tôi nghĩ là phiên bản mới của Rock Food mà ông nào mà máy yếu yếu thì hơi khóc thét xíu anh em ạ. Tại vì hiệu ứng nó nhiều vãi chưởng. Ok rồi, màn tiếp theo màn gì đây? Ôi màn này tôi biết chơi anh em ạ. Màn này tôi chơi nó cứ phải gọi là dễ luôn. Đấy, thấy chưa? Này thấy gì chưa? Đó. Đó, chơi game với Rô thì cứ phải là như này. Ok. À! Tại sao tao không nhảy qua luôn? Tại sao không nhảy qua luôn hả Rô? Tại sao không nhảy qua luôn? Tại sao lại hạm đà lại hả Rô? Why some tell me why? Why are you do that? Bago. Why? Oh my god, net I don't believe you can do that. Ôi trời ơi. Hình như mấy cái lỗ nó bước qua đường đúng không anh em? Mấy cái lỗ nó bước qua đường đúng không? Hình như mấy cái lỗ nó bước qua đường. Anh đọc tên đi. Ừ, chào bạn phở Nguyễn Kim nha. Thôi tôi không đọc tên bà ở đâu. Trời ơi, chơi chơi hù không mà. Không đọc tên mấy ông mà hù hù nữa nha. À, cứ rồi ha, anh không đọc tên em hủy đăng ký. Trời ơi. Nè, mình livestream để mình mua niềm vui cho mọi người chứ không phải là mình livestream để gọi là mọi người gọi là cứ xài xẻ mình vậy nha. Rồi, tôi có sao tôi nói vậy á, nên là ông nào mà hả cảm thấy mà coi được thì coi, coi livestream vui thì coi, còn coi mà thấy không vui thì thôi. Ao ai giùm tôi một cái. Đường giữa khó lắm anh ơi. Ừ, hồi xưa anh chơi đường giữa không em? Chơi đường giữa quen rồi. Ở cái đường này tao quên mất cái cách để né bây ơi. Chết, bà ơi, cái đường này tao quên cách để né rồi. Cái đường tôi quên cách để né rồi. Đường này đứng đâu vậy? Đường này đứng đâu vậy? Ồ, đứng đây à? Ở đâu? Ê, hồi xưa không biết cái đường này nha. Ê, hồi xưa không có biết cái cách mà kiểu kiểu nhảy, kiểu đứng ra góc vậy nha. Hồi xưa là chỉ có là tới thanh nào nhảy thanh đó thôi à. Ok. Rồi. Con rồng trong người tôi đang hức giấc rồi anh em à. Con rồng trong người tôi đang bảo là Go ơi mày cứ nhảy đi, còn lại để tao lo. Má nó nói xạo tôi. Kiểu để lo mà tao chết rồi. Thề. Có nghĩa kiểu gì? Anh thì thầm tên em đi theo kiểu người âm. Tao người dương cho tao nói kiểu người âm được bay. Cái thanh tao ngộ ha, thanh tao ngộ ha, nó cứ muốn tao là gọi là người về từ lòng đất không mà người âm phủ thôi đó. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ừ. Đây ra. Ok, ok. Ok. Ok, chú rồng trong người tôi ơi. Hãy trao cho tôi sức mạnh để tôi có thể chiến thắng được Ma Dương. Đây á, rồi. Hay. Con rồng của tôi đang hức giấc rồi. Con rồng trong người tôi đang hức giấc. Tôi anh em nhìn tôi nhảy một phát một lên đỉnh luôn nè. Nhìn kỹ nè nha, nhìn kỹ nè, một lần không có lần hai nè. Đây, một lần duy nhất nè. Con rồng của tôi nè, con rồng, coi con rồng của tôi, nó chỉ tôi nhảy nè. Con rồng của tôi đang độ tôi. Đó. Chưa, đó thấy chưa. Hồi nãy chẳng qua là một pha sơ xuất của bé rồng thôi. Đó, giờ là bé rồng trong người tôi đang kết hợp với con sói cô đơn trong người tôi để hả nó chỉ tôi cách gọi là nhảy VIP Bugle Cute nè. Đó, thấy chưa. Rồi. Nhảy cẩn thận nha rồng ơi. Đó, thấy chưa. Anh em thấy con rồng trong người tôi chưa? Thấy chưa? Thấy chưa?
ba game mình sẽ nó trưởng con rồng này. Nó trưởng con rồng này. Dễ chưa? Hết anh được top 1 hả? Phải đợi tôi làm quen vài ngày. Tôi mà làm quen ở top 1 cho mấy ông coi. Con rồng bỏ anh rồi không? Con rồng nó giúp tôi lên đỉnh nè, thấy chưa? Con rồng nó giúp tôi lên đỉnh rồi nè, thấy chưa? Tôi hả là tôi đánh thức được con rồng trong người của tôi rồi đó. Anh em đừng có để tôi đánh thức thêm con sói cô đơn trong người tôi nha. Tôi mà trở thành một con sói cô đơn thì nhảy tới cái mức nào cho anh em coi. À từ từ, để kết bạn với anh em nè. Rồi có anh em nào đặt tên mà đây, Dani Umego, bé Sine Umego. Ui, nhiều thế. Cánh tiên Umezo. Rồi ok, quá nhiều luôn. Bão Umezo. Rồi bé Pizza Umezo. Rồi ok. Rồi hết rồi đấy. Rồi chờ màn tiếp theo nào. Ôi trời ơi, chờ màn tiếp theo nào. Con tuổi rồng nè ba ba. Trời ơi, tuổi rồng hả con? Tuổi rồng là con 2000 hay là con 2013? À, 2012 chứ. Hình như con rồng là 2012 phải không? Em múa lên khỏi một trời, em chờ đi. Anh mà quen gọi anh múa con rồng nha em coi. Anh múa con rồng là con phượng luôn. Yeah. Bước nhảy của anh ta nhìn vô như là gồng bay phượng múa luôn. Xe đám tang đó. Trời ơi, giỡn hoài ní. Hồi xưa là tôi chơi này phải dàn dừa đó. Dàn rộng không đó. Anh chỉ em đi bộ đi, đi bộ dễ mà em. Ôi, tôi đang chuẩn bị quay cái chim. À thôi, không nói trước. Đúng mà. Bí mà. Anh em bị đau mắt đỏ. Em biến vô mắt em thành màu xanh đó là hết đau mắt đỏ ấy. Đó, đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Con rồng trong người tôi thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ê, bậy ơi. Má, hết thấy rồi, mù mắt rồi. Rồi. Con rồng trong người tôi nó đang khạc lửa. Anh thấy gì chưa? Con rồng trong người tôi nó đang khạc lửa. Rồi, thấy chưa? Con rồng trong người tôi nó đang khạc lửa rồi. Đó, chuẩn bị có con Pikachu nữa nè. Đó. Anh em khinh thường tôi đi. Anh em có khinh thường tôi đi. Xíu nữa tôi không chịu hỏi con rồng, tôi chịu hỏi con Pikachu bây giờ. Ê! Sao rồi quả đó mày té được vậy cô? Ơi cái quả đó té nó khó hơn là đi tới luôn á bay. Cái quả đó nó té đi để mà té được nó khó hơn là đi tới luôn, té được ngay ghê. Ông mày bắt cua chú tèo những bước nhảy mang tên sồ. Không hết tại Hà Ní ơi. Giờ bắt cua gà, giờ đang tập lại. Giờ con sói cô đơn không có tự bắt cua được nữa, giờ con sói cô đơn phải mượn sức mạnh của con rồng trong người rồi. Chứ mà hả con sói cô đơn mà hồi như hồi xưa là con sói cô đơn là tự bắt cô rồi. Còn giờ là phải sử dụng sức mạnh của con rồng. Ê! Rồng ơi, sao nãy mày không bay lên rồng? Con rồng nó không bay lên em mà buồn ghê á. Rồi bây giờ mình chỉ cần đi lại mình làm quen dần với lại mấy cái thể loại trong map thôi là mình sẽ đi được anh em ạ. Woo! Tuyệt vời. Mày có xuống đáy xã hội luôn. Làm quen như nào mà tao xuống đáy xã hội luôn, quá hay quá. Anh solo với cá quân á, ui ôi, anh em ơi. Anh em làm sao mà thách thức được tôi kiểu một người mới chơi game lại. Tôi nghỉ 2 năm rồi đấy anh em. Làm sao mà anh em thách thức tôi một người nghỉ 2 năm trời mới chơi lại với một người mà chơi cái game này là công việc của họ luôn. Sao mà thách thức được chứ vậy? Như thế nó không cân anh em hiểu không? Anh em phải chờ tôi khi nào mà tôi chơi game được tầm khoảng thêm 1 năm nữa tôi sẽ thách thức cho anh em xem, ok? Đây, tôi phải luyện tập thêm 1 năm nữa các bạn ạ. Ừ. Đấy, thấy chưa? Đây, con rồng của tôi bắt đầu khạc lửa rồi. Con rồng của tôi mà nó khạc lửa hết nổi là tôi chịu hoàng Pikachu ra liền. Ok. Ok, cố lên Tân ơi. Này Tân ơi. Con rồng của mày đang phát huy tác dụng rồi Tân ơi. Cố lên Tân ơi. Tận dụng sức mạnh của con rồng.
Ôi, tận dụng sức mạnh của con rồng cho mọi người biết mày là ai. Hay quá rồi. Con rồng chưa? Thấy con rồng chưa? Thấy con rồng chưa? Anh em thấy con rồng chưa? Sao mà thấy? Thôi, có những người đắc đạo, chỉ có những người buông bỏ được những cái mà hơn thua của thế tục, chỉ có những người mà gọi là sao ta, mà gọi là đẹp trai xinh gái mới thấy được con rồng, mới thấy được con rồng của tôi thôi, hiểu không? Đó. Trời ơi, trong nội tâm của tôi có một con rồng, nhưng mà mỗi khi mà tôi chơi gà đây là con rồng nó sẽ tỉnh giấc ở đây, hiểu không? Con rồng nó sẽ sử dụng sức mạnh của người Saiya để nó giúp cho tôi phá khỉ, để tôi có thể nhảy leo trèo như một con khỉ. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, con sói cô đơn trong người tôi là hả, bây giờ là đang bị hao hụt trình độ rồi. Nên là bây giờ là con sói cô đơn trong người tôi là nó phải mượn sức mạnh của con rồng. Không, con sói cô đơn của tôi đang mượn sức mạnh của con rồng. 2 năm rồi chưa chơi lại nữa. Thần đồng bắt cua xít té hoài đó, chứ còn gì nữa. Trời, thần đồng bắt cua mà lâu quá không chơi mà té. Ủa mà từ khi nào mà tao được gọi là thần đồng bắt cua vậy bay? Ủa từ khi nào mà tao được gọi là thần đồng bắt cua vậy? Rồi, bé Nhi Umigo. Rồi, ok, thêm bạn nè. Đâu rồi ta? Đây, bé Sát Umigo thêm bạn luôn. Rồi, hết. Ok. Được chưa? Được chưa? Gồng lõ cái gì trời? Gồng này là gồng ghiêu. Gồng màu đỏ chứ không có gồng lõ. Anh hát gu em ngủ đi. Ầu với dầu cầu gian đóng đinh. Con đi trường học à, mẹ dí con đi trường đời à, ngủ đi em, ngủ ngon ăn. Ba ơi, chỉ con viết chữ Y. Viết chữ gì? Viết chữ Y. Chữ Y viết dễ mà mới viết xong luôn á. Con gồng của anh khạc cháy trường em rồi. Cái chữ ơi, con gồng của tôi nó không biết khạc lửa các bạn. Gồng của tôi nó chỉ khạc lửa khi nào mà tôi nhảy những pha highlight thôi. Ồ, chứ nó không có đi khạc lửa trường ba má. Trời ơi, má nói vậy cái mai con mang ra chín tao giờ. Đây. Bây giờ là mình phải đi trước nè, Đó. Rồi. Ê à, ôi, cho mấy ông đi trước thì chứ mấy ông đi. Ừ, chứ tôi đi cùng với mấy ông từ đoạn này như tôi nhớ đường tắt anh em ạ. Đây, đường tắt là nhảy lên đây. Đường tắt là nhảy lên cái cục thứ hai, xong rồi nhảy thẳng qua bên kia luôn. Hai nhảy lên đây xong rồi nhảy qua đây. Đấy, thấy chưa? Tôi nhớ đường tắt chỗ này mà. Đấy. Má, nhưng mà tao đi đường tắt sao mà tao giờ tao nhảy xuống cuối cùng rồi ba. Rồi. Theo là gì vậy? À, tiếp theo cái này. Cho màn hình nó xa lên xíu được không? Và cái game này nó hơi bị lỏ một tí là khi mà mình, à không, chỉ chơi trên giả lập nó bị lỏ thôi. Là khi mà mình muốn nó ra sai này là kéo chuột nó hơi cực anh em ạ. Ok. Trời ơi. Ôi trời ơi, lại chỗ này. Ôi trời, con rồng của tôi là nó quá quen thuộc cái chỗ này rồi. Nhìn con rồng của tôi múa nè. Ông kia nhảy thẳng qua được à. Để tôi thử. Ôi nhưng mà đoạn đấy xa quá. Tí có gì đoạn đấy mà nó ở gần tí thì tôi thử nhảy đoạn đấy coi sao. Mà anh Lai chơi tiệc hả? Chơi tiệc có đâu chơi anh em. Chơi tiệc là chỉ mở tiệc vô mà. À, tiệc trò chơi hả? Ok em nha. Ok em luôn nha, mai chơi tiền nha. Ai à, viewer là thượng đế, khách hàng là thượng đế, ok. Rồi, ok. Ok. Con nghe thẳng vào được đúng không? Ủa đâu, tôi thấy đa phần anh em. Tôi thấy đa
phần anh em toàn nhảy xéo không à. Hình như cái ông kia dùng thực phẩm chức năng mới nhảy thẳng được hay sao vậy? Cái đoạn này chắc mình phải luyện tập anh em à. Đoạn này phải coi kỹ lại cái. Trước tiên là phải phá đảo đoạn này trước đã. Đó, con rồng, thấy con rồng chưa? Thấy con rồng chưa? Mấy đi thấy con rồng chưa? Theo ý kiến của anh thì map của em ngoài việc lên ghế trả lời thì nên là vòng liệt kê cho người điểm cao nhất không anh nè? Có Tùng mà, nên đấy, để mình có cái giải đặc biệt cho người ta nữa, thấy không? Để mình có cái giải đặc biệt nữa. Thấy con rồng chưa? Trời ơi, Hani Umego hiếu rồi nè. Thiếu chị bé rồi nè, bé đất Umego, rồi đúng luôn. Ôi, để avatar nhìn xinh thế. Rồi, do anh gà anh không nhảy thẳng được. Ủa, nhảy thẳng sao? Từ từ, thế thì để tôi xuống đây tôi tập nhảy thẳng thử. Không phải gà mà lâu rồi không chơi, đúng không? Cứ bảo tôi gà nhờ, không phải gà, lâu rồi không chơi. Đấy, như thế. Ngày mai chơi tiệc trò chơi nó còn áp lực nữa anh em, tại tiệc trò chơi nó còn nhiều tay to nữa. Rồi bây giờ lên tới cái bục màu tím tím là được anh em ạ. Ok. Đây thấy cái cục màu tím tím rồi nè. Ok. Rồi, nhìn thẳng đúng không? Nhìn thẳng được mà. Nhìn thẳng được mà. Sao mình lại nghĩ nó không nhìn thẳng được ta? Nó nhìn thẳng được mà. Ây, lên lại. Uầy, giờ tôi phá đảo lần 2. Tôi phá đảo lần 2 rồi. Ôi, thôi đừng dưới đây luôn à. Ok. Ôi, hôm nay được bao nhiêu rồi? Ôi, một tiếng đây game ạ. Từ từ á. Ôi, 7 phút nữa các bạn ạ, 7 phút nữa là 9 giờ rưỡi rồi. Thôi chắc tôi nghĩ là hôm nay sắp tới đây là đủ rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ tôi nên up livestream ở đây. Bởi vì 9 giờ rưỡi tôi còn hẹn với Ruby là tôi sẽ quay video cùng với Ruby. Năm nay là bây giờ mà tôi không ớt là tôi không chuẩn bị được để quay video cùng Ruby. Năm nay là thôi, chắc tôi nghĩ là tôi sẽ up video tại đây, up livestream tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì các bạn đã coi livestream này của tôi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái livestream lần sau nha. Bye bye. Sao lại quảng cáo nha? You think the English test? Tại sao lại là quảng cáo nha? Affordable. Bro. Bé muốn làm anh hùng cùng những đồng minh bảo vệ cái đúng. Từng làm những trò điên khùng, từng nắm trên tay những cây súng giấy. Khi nhìn về thời thơ ấy, tao đã từng cháy, từng bay, từng nhảy. Nhưng những điều đó tao không còn thấy và cũng không hay. Từ bao giờ tao lại thế này? Đôi tay gầy và chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai. Con đường này mãi mãi những nụ cười xưa không còn thấy lại. Sự ngây thơ từng chờ phép màu xuất hiện đưa đôi tay phải. Nhưng mày thấy đấy, cuộc sống là chuỗi ngày mày phải đổi phải thay. Mày từng trải qua những thứ mà bây giờ mày xem nó là trẻ con. Mày cũng từng nghĩ sự vô tư ấy đến khi trưởng thành mày vẫn sẽ còn. Mày từng cảm thấy muốn được đổi thay, đã từng cảm thấy rằng mày sẽ ổn. Tâm hồn mày lớn lên từng ngày và mày cảm thấy rằng mày sẽ khôn. Mày đã quên những cái tên mà mày đã từng mến. Mày đã quên đi những lần mày cười vì những câu chuyện ai đó dựng lên. Mày đã quên mất chính bản thân mày bởi những công việc không ai đụng đến. Nơi Sài Gòn này tấp nập bóng cây và có những cuộc hẹn mà mày đã quên. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt nhoài và quên mất rằng là đã từng cười tươi như hoa. Vui xuống ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là những giấc mơ.
tao đã ấp ủ, giờ phải cất tủ dù chưa từng thử những trò chơi cũ. Bốn năm chất đủ, giờ là quá khứ vì ta tự cầm thù. Tao như kẻ mù đi trong đêm tối, vẫn luôn bị nói mình rất là ổn và kẻ nói dối với người tự nhủ tao không sao đâu, vẫn thường là một. Vì sao đã quên những lần hạnh phúc vì điều giản đơn, không cần tiếng thơm hay thứ quần dày cầm mà chỉ cần những điều đơn giản hơn. Thứ quan trọng nhất tao đã quên mất là không để cám dỗ cuộc đời chẳng chân. Tao đã quên mất điều tao cần nhất là một hơi ấm chứ không chỉ bản thân. Mặc lên chiếc áo trưởng thành, đôi vai tao ngày một nặng. Kể người kể đời tránh dạng, kể những áp lực mỗi ngày một tăng. Miệng thiên hạ vùi thì ta tránh, không cần quan tâm những thứ không lành. Để cho ta đây chứng lành lặng, không phải là để miệng đời để tránh. Để nhớ những điều sẽ quên thì không được để bản thân dừng lại. Có quá khứ mới có hiện tại, và có thay đổi mới có tương lai. Mình bình cuộc sống bóng tối, dù lạc đến đâu vẫn về đúng chỗ. Yên tĩnh và không cần vội, kẻ hơn người thua vẫn về đúng mộ. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã đến rồi, quên mất làm là như hoa vui xuống ngày dài và không lo xa, không có phiền mà ta đã quên là và ta đã quên là thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm ngày ta đã mệt nhoài và quên mất rằng là đã từng cười tươi như hoa vui xuống ngày dài và không lo xa, không có phiền mà ta đã quên là ta đã quên.